Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Ngân hàng Ô tô và nhân hiệu Thanh Xe Tốt. Hôm nay, Ngân hàng Ô tô sẽ gửi đến quý vị anh chị và các bạn một mẫu xe cực kỳ hot trong suốt thời gian vừa qua và đến tận ngày hôm nay nó vẫn chưa ngừng nóng. Và đó chính là chiếc xe mà đứng bên cạnh Thanh đây. Đó chính là chiếc xe Hyundai Kona sản xuất 2019 phiên bản đặc biệt. Và chiếc xe này nó có gì, còn lại gì trong suốt quá trình sử dụng đến ngày hôm nay? Thì sau đây Thanh sẽ mời quý vị anh chị và các bạn cùng với Thanh đi một vòng xung quanh xe để xem chiếc xe này nó còn hiện trạng ra sao và tình trạng thế nào quý vị anh chị nhé. Vâng, nói đến Hyundai Kona thì có thể hiểu ngay đó là một trong những phiên bản có option rất là nhiều và có thể nói là ông hoàng trong các cái dòng xe tầm trung. Nó là một sản phẩm cạnh tranh với Vitara 2016, cạnh tranh với EcoSport và Honda HR-V, bởi đây chính là chiếc xe crossover tầm trung vô cùng đẹp, nhiều option. Vâng, xung quanh xe thì nó rất nhiều các cái tính năng. Ngay từ phần đầu thì quý vị anh chị nhìn thấy là cái đèn mắt híp này là dạng định vị ban ngày LED và kết hợp với bóng halogen ở phía dưới cộng với cả đèn gầm. Phía đầu xe thì được làm cái hình thang ngược ở mặt ca lăng, hình mắt cáo rất là đẹp với logo nổi bật của nhà Hyundai. Và đây là một trong những mẫu xe vô cùng ăn khách, nó ra đời từ 2018. Nó đã bán khoảng hơn 2.000 xe và giá lăn bánh lúc bấy giờ con xe này nó rơi vào khoảng hơn 700 triệu. Nhưng hiện nay 700 đến 800 triệu. Nhưng hiện nay sau một thời gian sử dụng mà chiếc xe này mới chạy có 2,5 km mà thôi thì nó đã rẻ hơn rất nhiều rồi. Hiện nay chiếc xe này đang được ngân hàng chào bán với cái giá là 575 triệu có thương lượng anh chị nhé. Xe thì được trang bị 4 mâm. Xin mời đi theo camera theo một vòng xung quanh. Xe được trang bị là 4 cái la răng này dạng quay CNC cực kỳ đẹp. Đó, mang cái inch của nó là 18 inch rất là thể thao. Chiếc xe này thì Thanh đang quay nguyên trạng, nó chỉ hơi bị xước sát một chút đấy thôi. Nhưng dàn lốp nó còn nguyên theo xe anh chị nhé. Dàn lốp còn nguyên theo xe luôn. Tháng tuần thứ 8 của 2019. Lốp còn cực kỳ dày. Bởi vì chiếc xe này chạy có 2,5 vạn, quý vị có thể tin được không? 2 năm dịch hầu như không đi đến. Tất cả phần thân vỏ chiếc xe này về phần sơn thì Thanh cũng đánh giá đây là một chiếc xe nó còn khá là nhiều. Nhưng tuy nhiên thì Thanh nhìn bằng con mắt nghề thì cũng thể đánh giá là con xe này nó còn trên 90%. Đó. Bởi vì trong quá trình sử dụng thì anh chị yên tâm là không tránh khỏi xước sát đâu. Mình đi đường phố Hà Nội thì cũng có thể là xe tay lái rồi là đỗ ở đâu đó cây cỏ nó sẽ làm cho xước xe, không tránh được. Đó, đây là chiếc xe còn nguyên bản, hầu như chủ nhân chưa lắp thêm một cái gì cả. Xe được trang bị xi nhan trên gương và khóa thông minh một chạm. Đấy. Nói đến option của Hyundai, đặc biệt là Hyundai Kona, Tucson hoặc là Santa Fe thì nó không thiếu một cái gì anh chị ạ. Đây, mời quý vị anh chị và các bạn về phía sau của chiếc xe. Toàn bộ phía sau của chiếc xe nhìn rất là tròn trịa nhưng cũng không kém phần thể thao góc cạnh. Xe được trang bị đèn hậu là hai nửa còn khá là mới. Full LED anh chị nhé. Đèn xi nhan cũng như đèn lùi được cho xuống phía dưới cản sau làm cho chiếc xe là khi người lái nhìn ở đằng sau thì rất là rõ ràng, không bị khuất. Cốp xe thì chiếc xe này nó mang một cái cốp khá là rộng rãi so với phiên bản tầm trung như thế này. Đựng được khoảng 2 đến 3 bộ gậy gôn thoải mái anh chị nhé. Nếu mà như Thanh đang đánh giá thì nó rơi vào khoảng hơn 300 lít, chưa gập ghế. Và đây là chiếc lốp dự phòng của xe còn nguyên bản, nguyên zin theo xe anh chị nhé. Tất cả nước sơn còn cực kỳ sáng bóng, đó, nguyên zin. Và đây là cái nước da của cái hàng ghế sau, nó còn phấn như thế này anh chị này, còn phấn luôn. Keo chỉ dấu nhà máy còn tất cả còn zin hết anh chị nhé. Thanh sẽ không muốn nói đến nhiều bởi vì sản phẩm bên Ngân hàng Ô tô và bên Thanh Xe Tốt cung cấp ra thị trường đã được kiểm định bởi đội ngũ kỹ thuật. Và anh em là nói đến tiêu chí là không nhập xe tai nạn, ngập nước và máy số phải còn zin. Nhưng tuy nhiên trong video này Thanh cũng cứ nói để cho anh chị thấu hiểu hơn cái tiêu chí của Ngân hàng Ô tô và Thanh Xe Tốt. Và sau đây thì mời quý vị anh chị và các bạn cùng Thanh đi vào phía bên trong. Đây, ngay từ phía cánh cửa sau thì tất cả các cái đường gân keo chỉ rất là niền nạc và phần nhựa của tapi này còn khá mới. Đâu đó nó chỉ có một tí gọi là mờ mờ xước xước một chút xíu là do người dùng thôi. Và ở bên trong thì
sàn là còn nguyên nhá, sàn thảm còn nguyên mà nó đã sáng bóng như này, tất cả các cái vết dấu của nhà máy này còn nguyên xi hết. Đấy, thảm cao su rất là đẹp mắt. Hầu như ghế sau không có người ngồi anh ạ, anh chị ạ. Đây. Không có người ngồi, trần còn rất là mới, trần nỉ, sáng mới, kết hợp với cả đèn chiếu sáng ở bên trong ở phía sau đầy đủ hết. Quá mới luôn anh chị ạ. Đây. Ghế trước này, tì tay này, phấn nguyên. Xe chạy 2,5 vạn, đúng là thật sự là nó có cái chất riêng của nó anh chị ạ. Đó, rất là riêng luôn. Ở phân khúc này thì nó được trang bị rất nhiều hệ thống an toàn cũng như option của xe. Đặc biệt đây này, ngay phía cửa lái cũng được trang bị là khóa thông minh một chạm. Đó, tất cả các đường, các kính ốp theo xe còn nguyên bản hết anh chị nhá. Đây, xe được sản xuất 2019. Đây, được phân phối tại Hyundai Thành Công tại Việt Nam. Đó, anh chị nhá. Đó, rất là xịn sò. Đây, ghế lái chỉnh điện. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Rất là nhẹ nhàng, êm ái. Vô lăng thể thao bọc da, ba chấu có một chấu kép, kết hợp ở trên là các cái phím tinh chỉnh về âm thanh, về chương trình, về điện thoại rảnh tay. Và đặc biệt xe này được trang bị cruise control là ga tự động, đi trên đường cao tốc chúng ta sẽ rất là nhàn. Hộp số trang bị là hộp số 6 cấp, có 3 chế độ lái, cả đều đèo rất là xịn sò. Và đặc biệt là được kết hợp cả các cái cảm biến va chạm. Điều hòa là điều hòa tự động, hai vùng độc lập. Màn hình này khoảng hơn 7 inch, 8 inch. Kết hợp với màn hình analog ở trên này là nó sẽ rơi vào khoảng 3,5 inch nhỏ, làm cho ta rõ nhất thông số. Điều hòa rồi là tất cả các cái nấc gạt mưa là đều tự động hết. Đây, mặt táp lô này. Mặt táp lô bằng nhựa nhưng mà rất là mới, gần như không có một vết xước nào. Ghế phụ này anh chị nhìn này. Ghế phụ này cực kỳ căng, mới, gần như là không có người ngồi luôn. Đó, trần xe rất là mới, phiên bản này còn tất cả những cái độ mướt của xe và độ phấn của xe luôn anh chị ạ. Nói đến đây thì anh chị biết rằng là nó chất lượng nó như thế nào. Và đây là một chiếc xe là khá là hợp lý. Dáng vẻ bên ngoài nó rất là vừa vặn và dành cho những gia đình trẻ cũng như là cho những quý cô đi chiếc xe này. Leo hè, leo lề rất là thoải mái, không sợ bị va quệt hay cái gì cả. Xe thì được trang bị khối động cơ là động cơ NU 2.0 với 139 mã. Vì vậy chiếc xe này ăn xe xăng cực kỳ là tiết kiệm và không hề tốn xăng tí nào cả. Nó trung bình đường hỗn hợp khoảng trên 7 lít. Đó. Và tất cả dấu má này anh chị nhìn này, máy sáng choang như thế này. Máy sáng choang, đấy. Động cơ là 4 xi lanh thẳng hàng, rất là gọn ghẽ. Máy sáng choang, tất cả dấu má còn nguyên xi anh chị nhé. Đây, lướt xung quanh khoang động cơ rất là đẹp. Chưa có một dấu vết can thiệp hay là gì cả. Đây, ốc ác của cabo còn zin. Đó. Máy cực kỳ sáng, chạy có 2,5 vạn, anh chị nhìn này. Tất cả các dấu má còn nguyên zin. Đó. Đây, nhà máy, keo nhà máy còn nguyên hết, sáng choang. Gần như chiếc xe mới vừa dắt hãng ra thôi anh chị ạ. Đó, cực kỳ đẹp. Đó, đây là một trong những phiên bản là bán khá ăn khách ở thị trường Việt Nam trong suốt những thời gian qua. Xe thì còn đăng kiểm dài đến tháng 10 năm 2023 để quý vị anh chị và các bạn về chỉ việc đi thôi. Em này thì đang được bên em chào bán với cái giá là có 575 triệu, có thương lượng một chút nữa. Đấy, vì vậy anh chị hoàn toàn yên tâm xe biển Hà Nội. Và đây là một chiếc xe mà bên em cam kết là chất lượng nó rất là ok. Bởi vì những sản phẩm mà Thanh muốn quay lên đưa lên cho quý vị anh chị thì Thanh muốn là đưa đến sự chân thực nhất. Chiếc xe này chỉ có sơn tỉa tót xước sát thôi, chứ còn không có tai nạn ảnh hưởng đến kết cấu thân vỏ, sắt xi, lật xe, cột kèo là không được phép nhập về ngân hàng. Một lần nữa thì Thanh cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu quý vị anh chị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu một chiếc xe phân khúc tầm trung crossover giá tiền hợp lý và dành cho đi đô thị cũng được, đi rừng núi cũng là hợp lý mà tiết kiệm nhiên liệu, thì hãy tìm ngay đến sản phẩm đó là Hyundai Kona, một trong những sản phẩm vô cùng ăn khách suốt trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt chiếc xe màu đỏ này sẽ hợp với những quý cô, những quý anh chị thích nổi bật giữa đám đông, hoặc là có một cái mệnh hỏa
hoặc là ưa cái sự nổi bật thì hãy đến ngay với phiên bản Kona màu đỏ sản xuất 2019 bản 2.0 đặc biệt này, bởi vì nó tương đối là đầy đủ đồ. Một lần nữa thì Thanh xin cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi video của Thanh Xe Tốt ngày hôm nay, và xin quý vị hãy gọi đến số điện thoại ở góc trái màn hình để Thanh được chào, được tư vấn, được mời quý vị anh chị và các bạn đến ngay ngân hàng để trải nghiệm chiếc xe này nhá. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị anh chị trong những video tiếp theo của Ngân hàng Ô tô.